Chương 15. Petronius gửi Vinicius. Qua tay một tên nô lệ tin cẩn, cậu gửi cho anh lá thư này từ Ancium, và mặc dù tay anh vốn quen với thanh gươm và ngọn giáo hơn cây bút, cậu vẫn nghĩ rằng qua chính tên sứ giả này, anh sẽ viết thư trả lời cho cậu mà không quá lần trần. Để anh ở lại trên những dấu vết tốt lành và đầy hy vọng, cậu đồ chừng rằng hoặc là anh đã được thỏa mãn những khát vọng ngọt ngào của mình trong vòng tay của nàng Lygia, hoặc là anh sẽ được thỏa mãn chúng trước khi ngọn gió đông thật sự tràn từ đỉnh Socrates xuống vùng Campania. Ôi Vinicius của cậu, cầu cho nữ thần vàng đảo Ship sẽ là người bảo trợ cho anh, còn anh hãy là vị thần linh của ngôi sao mai xứ Lygi, ngôi sao đang lẩn trốn vầng dương tình ái. Song hãy luôn nhớ rằng ngay cả thứ đá cẩm thạch quý giá nhất tự nó cũng chưa là gì cả. Nó sẽ chỉ có được giá trị chân chính khi bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc biến nó thành tuyệt phẩm. Hãy là một người nghệ sĩ điêu khắc như thế, cháu thân yêu. Yêu không thôi chưa đủ, còn cần phải biết yêu và phải biết dạy yêu đương nữa. Ngay cả loài rêu cỏ và loài vật cũng biết cảm nhận khoái lạc, nhưng con người chân chính khác với chúng chính là ở chỗ biết biến lạc thú thành một thứ nghệ thuật cao quý và vừa hưởng thụ nó vừa hiểu được điều đó, khắc họa được toàn bộ chân giá trị thiên giới của nó vào tư tưởng. Qua đó không chỉ thân xác mà cả linh hồn cũng được thỏa mãn. Nhiều lần ở nơi đây khi nghĩ về sự trống rỗng, sự bấp bênh cùng nỗi ngán ngẩm của đời sống chúng ta, cậu chợt nhận ra rằng có thể chính anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn hơn. Rằng không phải cung đình hoàng đế mà chính chiến binh và tình ái mới là hai thứ duy nhất đáng để cho người ta sinh ra và sống. Trong chiến tranh, anh đã là người may mắn, vậy thì hãy là người may mắn cả trong ái tình. Còn nếu anh muốn biết những chuyện gì đang diễn ra ở chốn cung đình hoàng đế, thì thỉnh thoảng cậu sẽ báo tin cho anh hay. Hiện nay chúng tôi đang ngồi ở Ancium và chăm chút cho cái giọng hát thiên thần của chúng tôi. Tuy vậy, lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy căm ghét Rome. Còn mùa đông thì chúng tôi định chuyển về Baesae để công diễn tại Neapolis, nơi mà các cư dân vốn là người Hy Lạp sẽ biết cách đánh giá chúng tôi hơn là cái bộ lạc mọi rợ sinh sống dọc sông Tiber. Từ Baia, từ Pompeii, từ Puteola, từ Cumae và từ Stabia, người ta sẽ đổ xô về, sẽ chẳng thiếu tiếng hoan hô và vòng hoa để tặng, và đó sẽ là điều cổ vũ cho cuộc hành trình dự kiến tới Achai. Thế còn nỗi nhớ thương tiểu Augusta ư? Vâng, chúng tôi vẫn hãy đang khóc thương đấy chứ. Chúng tôi hát những bản thiều ca cho chúng tôi tự sáng tác, du dương đến nỗi các nàng tiên cá vì quá ghen tức nên phải nấu mình dưới những hang động sâu thẳm nhất của Amphitrite. Ngược lại, hẳn là lũ cá Delphin có thể nghe thấy tiếng hát của chúng tôi, giá như tiếng ồn ào của biển cả không ngăn cản chúng. Nỗi đau của chúng tôi cho tới nay vẫn chưa nguôi ngoai, nên chúng tôi phải thể hiện nó ra cho mọi người được thấy dưới mọi hình thức mà khoa điêu khắc mách bảo cho chúng tôi. Song bao giờ chúng tôi cũng lăm lăm để ý xem liệu với nỗi đau đớn ấy chúng tôi có trở thành đẹp tuyệt vời hay chăng, và liệu mọi người có nhận ra được vẻ đẹp ấy không? Ôi cháu thân yêu, bọn cậu thật như một lũ hề, một đám hài kịch vậy. Ở đây hiện có đủ mặt tất cả các quý ông quý bà là cận thần, chưa kể tới 500 con lừa cái để cung cấp sữa cho nàng Poppaea tắm táp, cùng 10.000 kẻ hầu người hạ. Thỉnh thoảng cũng vui vẻ ra trò, Canvia
Crispinilla thì đang già đi, người ta nói rằng ả ta xin Poppea cho phép ả được tắm tiếp sau hoàng hậu. Chàng Lucan thì nện vào mặt nàng Nisadia vì ngờ cô nàng gian díu với một tay đấu sĩ. Sporus mất cả vợ vì thua mặt trược với Senecion. Thorvankun Silanus xin cậu đổi Onyx để lấy những bốn con ngựa màu hạt dẻ chắc chắn sẽ thắng trong hội đua năm nay. Cậu không thèm, mà cậu cũng rất biết ơn anh đã không chịu nhận nàng. Còn nói về Torquatus Silanus thì tội nghiệp thân y, bởi thậm chí y cũng không nghĩ được ra rằng y là một cái bóng ma hơn là một con người. Số phận của y đã được phán quyết. Mà anh có biết y có tội gì không? Chỉ vì y là cháu nội đích tôn của hoàng đế August thần thánh ấy thôi. Không còn cách nào có thể cứu nổi y. Thế giới của chúng ta là thế đấy. Như anh biết đấy, chúng tôi đang chờ đợi Tiridates tại đây. Trong khi đó, Vologeses lại viết tới một lá thư nhục mạ vì hắn đã đánh chiếm xong Armenia. Hắn yêu cầu phải để đất nước đó cho Tiridates, vì nếu không thì hắn cũng chẳng trả kia mà. Thật là xỉu cợt, thế nên chúng tôi quyết định đánh nhau. Corbulon sẽ được ban quyền hành lớn như ngài Popeius vĩ đại trong lúc đánh nhau với bọn hải tặc. Song cũng có một lúc Nero đã ngần ngại, hẳn là y sợ án vinh quang mà Corbulon sẽ giành được nếu ông chiến thắng. Thậm chí người ta đã cân nhắc xem có nên giao quyền tổng chỉ huy cho ông lão Aulus của chúng ta hay không nữa kia. Poppea thì chống lại vì cái đức hạnh của bà Pomponia cứ như muối xót trong mắt ả vậy. Vatinius báo trước cho chúng tôi biết những trận giác đấu phi thường nào đó mà y sẽ cho biểu diễn ở Benevento. Ăn thấy không, ngược hẳn với câu Nesutor Supra Serpidam, chú thích không nên bàn đến việc gì quá khả năng của mình, Latin, hết chú thích. Bọn thợ giày ở thời đại chúng ta có thể đi tới đâu? Vitellius là một tên dòng dõi thợ giày, còn Vatinius lại là con đẻ. Có thể chính hắn cũng đã từng kéo kim khâu giày cũng nên. Hôm qua, Histrio Aliturus vừa biểu diễn Edip một cách thật tuyệt vời. Cậu hỏi ông ta, một người Do Thái, xem dân Thiên Chúa Giáo với dân Do Thái có phải là một thứ không? Ông đáp là dân Do Thái có tôn giáo từ lâu đời rồi, còn Thiên Chúa Giáo là một thứ đạo mới vừa được hình thành ở xứ Judea. Tại xứ đó, vào thời Tiberius, người ta đóng đinh lên thập ác một người nào đó, thế là đám tín đồ của ông ta sinh sôi nảy nở mỗi ngày một đông và coi ông ta như đức chúa. Hình như họ không thèm biết đến bất kỳ một thứ thần thánh nào khác, nhất là các vị thần của chúng ta. Cậu cũng không hiểu chuyện đó có thể có hại gì đối với bọn họ cơ chứ. Tigellinus đã công khai biểu lộ sự hằn thù đối với cậu. Cho tới nay, hắn vẫn chưa hạ nổi cậu. Tuy vậy, hắn vẫn có một chỗ mạnh hơn cậu, đó là hắn ham sống hơn, đồng thời là một thằng đểu cỡ bự hơn cậu. Điều này khiến hắn ngày một gần Ahenobarbus. Sớm muộn gì hai kẻ ấy cũng sẽ liên kết với nhau, và khi đó sẽ tới phiên cậu đấy. Cậu không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng chắc rằng một lúc nào đó nó nhất định sẽ đến. Vậy thì nói tới thời hạn mà làm gì, ta cứ chơi đi đã. Giá như không có gã râu đỏ thì bản thân cuộc sống có kém vẻ lắm đâu. Chỉ vì hắn mà đôi khi con người ta đâm ra gớm ghét cả bản thân mình. Thật hoài công coi cuộc đấu tranh giành ân sủng của hắn như một cuộc đua ở hí trường, như một trò chơi nào đó, như một cuộc đấu vật nào đó, mà chiến thắng sẽ khiến cho lòng tự ái được ve vuốt.
quả thực chính cậu cũng thường lý giải cho mình như thế, song đôi khi cậu lại cảm thấy mình cũng chỉ là một lão khi lon nào đó và cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn lão. Khi nào anh thôi không cần đến lão nữa thì hãy gửi lão tới cho cậu nhé. Cậu đâm thích lối nói chuyện đầy tính xây dựng của lão mất rồi. Hãy gửi lời chúc sức khỏe của cậu tới cô nàng Thiên Chúa Giáo Thần Thánh của anh. Đúng hơn, hãy nhân danh cậu xin nàng đừng làm một con cá đối với anh. Hãy cho cậu biết tin tức về sức khỏe, về ái tình, hãy yêu và hãy dạy yêu đương. Tạm biệt, MC Vinicius gửi Petronius. Cho tới nay vẫn chưa tìm thấy Lygia. Nếu như cháu không có hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra nàng, thì chắc là cậu sẽ không nhận được thư của trả lời đâu. Vì khi người ta chán sống thì cũng chẳng muốn viết lách gì nữa cả. Cháu muốn thẩm tra xem lão Khilon có đánh lừa cháu không, nên vào cái đêm lão tới để nhận tiền mang tới cho Orisius. Cháu bèn trù một chiếc áo choàng lính, rồi thận trọng đi theo sau lão và theo thằng bé mà cháu đã giao cho lão. Khi cả hai tới nơi, cháu nấp sau một cây cột cản theo dõi từ xa. Và bây giờ thì cháu tin chắc rằng Orisius không phải là một nhân vật được bịa ra. Ở phía dưới, bên bờ sông, trong ánh đuốc sáng, vài mươi người đang khuân đá từ một chiếc bè. Chú thích nguyên văn Comiega, một loại phương tiện vận tải đường sông cổ, chỉ dùng có một lần để chở hàng xuôi dòng sông. Hết chú thích. Lớn và xếp chúng lên bờ, cháu trông thấy Khilon tiến lại gần đám người và trò chuyện với một ông già. Lát sau ông già này quỳ sụp xuống chân lão ta, những người khác liền vây quanh họ và kêu lên những tiếng kinh ngạc. Chính mắt cháu trông thấy thằng tiểu đồng đưa cho Orisius một bọc tiền, lão này nắm lấy và bắt đầu đưa hai tay lên trời cầu nguyện. Bên cạnh lão còn một người nữa cũng quỳ, có lẽ đó là con trai lão. Khilon còn nói gì đó nữa nhưng cháu không nghe thấy rõ. Rồi lão ban phước cho hai kẻ đang quỳ cùng những người khác bằng cách vạch trong không khí một dấu chữ thập. Dấu hiệu này hẳn là được họ tôn thờ bởi vì tất cả đều khuỵu chân xuống. Cháu những muốn chạy xuống với họ và hứa sẽ tặng ba túi vàng như thế cho kẻ nào nộp Lygia cho cháu. Nhưng cháu sợ làm hỏng việc của lão Khilon nên sau một lát đắn đo cháu bỏ đi. Chuyện ấy xảy ra sau ngày cậu lên đường ít nhất cũng 12 hôm. Từ đó tới nay lão còn đến chỗ cháu vài bận nữa. Lão bảo rằng lão đã gây được uy tín lớn trong đám tín đồ Thiên Chúa Giáo. Lão nói rằng nếu cho tới nay lão chưa tìm ra được Lygia thì chỉ vì riêng ở Rome thôi. Bọn họ cũng đã quá ư đông đảo nên không phải ai cũng biết nhau cả. Và bọn họ không thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong nội bộ. Họ cũng rất thận trọng và nói chung là kín tiếng. Song lão cam đoan rằng chỉ cần lần tới được những bậc cao đạo được gọi là các thầy cả quản hạt thì lão sẽ biết cách moi được tất cả những điều bí mật. Lão đã biết một vài người và đã thử dò hỏi họ nhưng rất thận trọng để khỏi vì quá vội vàng mà gây ra nghi ngờ làm cản trở đến việc lớn. Và mặc dù việc chờ đợi thật là nặng nề, mặc dù không đủ nhẫn nại, song cháu vẫn cảm thấy rằng lão có lý và cháu đang chờ đợi. Lão cũng đã tìm biết được rằng bọn họ có những chỗ cầu nguyện chung, thường ở ngoại thành, trong những ngôi nhà trống, thậm chí ngay cả trong các đấu trường. Tại những nơi đó họ bày tỏ lòng thành kính đối với Đấng Christus, ca hát và tiệc tùng, những chỗ như thế có rất nhiều. Lão Khilon cho rằng Lygia cố tình đi tới những nơi khác với chỗ bà Pomponia thường đến, để cho khi có xét xử hay tra hỏi thì bà ta hoàn toàn có thể can đảm mà thề rằng bà không hề biết chỗ ẩn náu của nàng.
Cũng có thể là chính các thầy cả quản hạt đã khuyên nàng nên thận trọng như thế. Khi này, khi nào lão Khi Lon biết được những nơi ấy, cháu sẽ đi cùng với lão. Và nếu như các thần linh cho phép cháu trông thấy được Lygia, thì thề với cậu có thần Jupiter chứng giám là lần này thì nàng không thể lọt khỏi tay cháu. Cháu thường nghĩ hoài về những địa điểm cầu nguyện ấy. Lão Khi Lon có muốn cháu đi cùng, lão sợ, còn cháu thì không sao ngồi nổi ở nhà. Cháu sẽ nhận ra nàng ngay tức khắc, dù nàng có cải trang hay che tràng mạng đi chăng nữa. Bọn họ thường tụ tập ở những nơi ấy về đêm, nhưng dẫu là ban đêm cháu cũng sẽ nhận ra nàng. Cháu sẽ nhận ra cử chỉ và giọng nói của nàng ở bất cứ nơi đâu. Cháu sẽ cải trang và cháu sẽ để ý từng người một, kẻ ra cũng như người vào. Lúc nào cháu cũng luôn nghĩ đến nàng nên nhất định cháu sẽ nhận ngay ra nàng. Ngày mai, lão Khi Lon sẽ tới và chúng cháu cũng sẽ cùng đi. Cháu sẽ mang theo vũ khí, mấy tên nô lệ được cháu phái về các tỉnh trấn đã trở về tay không. Nhưng giờ đây cháu hoàn toàn tin chắc rằng nàng đang ở nơi đây, trong thành phố này, thậm chí ở cách cháu không xa. Bản thân cháu cũng đã tự đi xem xét biết bao ngôi nhà, giả vờ là đi tìm nơi thuê. Ở với cháu sẽ trăm lần tốt đẹp hơn cho nàng, bởi ở những chốn kia sống nhung nhúc những kẻ khốn cùng, nào cháu có tiếc gì với nàng đâu chứ. Cậu viết rằng cháu đã lựa chọn đúng đắn, vậy mà cháu chỉ chọn lựa được toàn những nỗi lo âu và giằng xé. Trước tiên cháu sẽ tới những nhà trong thành, rồi sau đó ra ngoại thành. Cứ mỗi ban mai, niềm hy vọng vào một cái gì đó lại hé rạng, chứ nếu không thì không thể nào sống nổi. Cậu nói là cần phải biết yêu, cháu đã từng nói được với Lygia về tình yêu, thế mà giờ đây cháu chỉ còn biết tưởng nhớ, chỉ còn biết đợi chờ lão Khi Lon tới, chứ ở nhà thì cháu không sao chịu đựng nổi nữa rồi. Tạm biệt cậu. Chương 16. Tuy thế, lão Khi Lon mãi không xuất hiện, đến nỗi rốt cuộc Vinicius cũng không biết nên nghĩ về chuyện ấy ra sao nữa. Chàng hoài công lặp đi lặp lại với bản thân rằng muốn đi đến kết quả mong muốn và chắc chắn thì việc tìm kiếm phải được tiến hành từ từ. Dòng máu của chàng cũng như bản tính sốc nổi đều khùng lên chống lại tiếng nói của lý trí. Không làm gì cả, chỉ chờ đợi, ngồi bó tay là một điều quá trái ngược với tính cách của chàng, đến độ chàng không sao thừa nhận nổi. Bản thân việc chạy lùng khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố trong tấm áo choàng thâm của nô lệ vốn vô vọng, nên với chàng đó chỉ là chuyện đi tìm kiếm sự bất lực của chính mình và không sao có thể khiến chàng thỏa mãn. Những người nô lệ giải phóng của chàng, những kẻ vốn nhanh nhẹn mà chàng ra lệnh đi tìm kiếm, đã tỏ ra trăm lần kém tháo vát hơn lão Khi Lon. Trong khi đó, bên cạnh tình yêu mà chàng cảm thấy đối với Lygia, trong lòng chàng còn nảy sinh thêm sự cay cú của một con bạc muốn được cuộc. Bao giờ Vinicius cũng thế cả. Ngay từ những năm thơ ấu, chàng đã làm mọi việc mà chàng muốn với sự say sưa của một người không thể hiểu nổi rằng sẽ có chuyện gì đó không thành, rằng cần phải từ bỏ một điều gì đó. Quả thực, sự hà khắc của quân đội đã kịp thời đóng cương cho thói quen phóng túng của chàng, song nó cũng gieo vào chàng niềm tin chắc rằng mỗi một mệnh lệnh mà chàng ra cho những kẻ dưới quyền đều nhất phải được thực hiện. Còn thời gian dài sinh sống tại phương Đông giữa những con người nhu nhược quen với sự vâng chịu kiểu nô lệ đã khiến chàng tin rằng đối với chàng, cái tôi muốn là không hề có giới hạn. Cho nên giờ đây, lòng tự ái của chàng bị rướm máu nghiêm trọng. Thêm nữa, có một điều gì đó trong những mâu thuẫn, trong sự kháng cự và ngay cả trong việc trốn chạy của Lygia khiến chàng không sao hiểu nổi, một điều bí ẩn nào đó mà chàng phải vò đầu bứt tai để tìm cách lý giải.
Chàng cảm thấy Acta nói thật rằng chàng không phải là kẻ mà Lycia cảm thấy vô tình. Nhưng nếu vậy thì tại sao nàng lại đặt cảnh vô gia cư và sự bần hàn lên trên cái tình yêu của chàng, lên trên cả những âu yếm và cuộc sống trong ngôi nhà viên mãn của chàng? Chàng không sao tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Ngược lại, chàng đi đến một thứ cảm giác mơ hồ rằng giữa chàng và Lygia, giữa những quan niệm của hai người, giữa thế giới của chàng cùng ông Petronius với cái thế giới của Lygia và bà Pomponia Gracina, có một sự khác biệt nào đó, có một sự hiểu lầm nào đó sâu như vực thẳm, không gì khỏa lấp nổi. Khi ấy chàng cảm thấy mình sẽ phải mất Lygia, và chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là chàng mất nốt chút thăng bằng cuối cùng mà ông Petronius muốn giữ lại cho trong chàng. Có những phút giây chàng không hiểu nổi mình yêu Lygia hay căm thù nàng. Chàng chỉ biết rằng cần phải tìm bằng được nàng, thà mặt đất cứ nuốt chửng chàng đi còn hơn, để chàng không được nhìn thấy và chinh phục được nàng nữa. Với sức mạnh của trí tưởng tượng, đôi khi chàng trông thấy nàng rõ ràng, như nàng đang đứng trước mặt chàng. Chàng nhớ lại từng lời chàng nói với nàng, cũng như từng lời được nghe nàng nói. Chàng cảm thấy nàng gần gũi, cảm thấy nàng đang ở trên ngực chàng, trong vòng tay chàng. Và lúc ấy, dục vọng bừng bừng như ngọn lửa chế ngự lòng chàng. Chàng yêu nàng và gọi tên nàng. Và khi nghĩ rằng chàng đã từng được nàng yêu, rằng nàng đã từng có thể vui lòng thực hiện tất cả những gì chàng đòi hỏi, thì chàng lại sa vào một nỗi nuối tiếc nặng nề vô hạn và một niềm âu yếm mênh mông như làn sóng vô bờ tràn ngập trái tim chàng. Song cũng có lúc chàng tái nhợt người đi trong một sự điên cuồng. Chàng khoái trá nghĩ đến những nỗi nhục nhã và những cực hình mà chàng sẽ bắt Lygia phải chịu đựng khi tìm ra nàng. Chàng không những chỉ muốn có nàng mà muốn có nàng như một kẻ nô tì bị chà đạp. Đồng thời, chàng lại cảm thấy rằng nếu như người ta bắt nàng phải lựa chọn hoặc trở thành nô lệ của nàng, hoặc là trọn đời vĩnh viễn không được gặp nàng nữa, thì chàng thà trở thành nô lệ của nàng còn hơn. Có những ngày chàng nghĩ tới những vết hằn mà đòn roi sẽ để lại trên thân thể trắng hồng của nàng, đồng thời chàng lại muốn được hôn lên những lằn roi ấy. Đôi khi chàng chợt nghĩ rằng hẳn chàng sẽ rất sung sướng nếu có thể giết chết nàng. Trong chia ly, trong mệt mỏi, bấp bênh và giằng xé, giày vò, chàng tổn hao sức khỏe và cả vẻ đẹp, chàng trở thành một ông chủ tàn bạo và thiếu suy xét. Đám nô lệ, thậm chí cả những người nô lệ được giải phóng, run rẩy bước lại gần chàng, và khi những hình phạt vô cớ trút xuống đầu họ, những hình phạt vừa nhẫn tâm vừa vô lý, thì họ thầm căm ghét chàng, cảm thấy được điều đó và cảm nhận được sự cô đơn của mình. Chàng lại càng trả thù họ nhiều hơn nữa. Giờ đây chàng chỉ còn tự kiềm chế đối với mỗi mình lão Khylon, vì e lão sẽ ngừng những cuộc tìm kiếm của lão lại. Còn lão hiểu ra điều ấy, lão bắt đầu khống chế chàng và ngày càng vòi vĩ nhiều hơn. Lúc đầu cứ mỗi lần đến, lão lại đoan chắc với Vinicius rằng công việc trôi chảy, trơn tru và nhanh chóng. Nhưng giờ đây chính lão lại vẽ thêm khó khăn ra, và tuy không ngừng cam đoan về kết quả của việc tìm kiếm, song lão cũng không hề giấu giếm rằng việc này hẳn phải còn kéo dài lâu nữa. Cuối cùng, sau những ngày dài chờ đợi, lão mới dẫn xác ra tới với bộ mặt như đưa đám, đến nỗi chàng trai tái người đi. Khi thọa trông thấy lão, chàng nhảy vọt đến và chỉ còn đủ sức để hỏi một câu: "Không có nàng trong đám tín đồ Thiên Chúa sao?" "Có chứ, thưa ngài," Khylon đáp, "nhưng trong đám bọn họ tôi lại gặp cả thầy thuốc Glaucox." "Ngươi nói gì thế? Đó là thằng nào?" "Thưa ngài, vậy ra ngài quên mất ông cụ già đã cùng tôi đi từ Neapolis tới Rome, người mà để bảo vệ tôi đã bị mất hai ngón tay này, khiến tôi không cầm được hút bút nữa.
bọn đạo tặc cướp vợ con ông ta và đã dùng dao đâm ông ta. Tôi đành phải để ông ta đang hấp hối nằm lại trong một quán trọ ở Mentone. Và đã than khóc ông ta rất lâu. Than thay, tôi vừa biết rằng ông ta vẫn sống tới ngày nay và hiện đang thuộc về họ đạo Thiên Chúa Rome. Vinicius không sao hiểu nổi lão nói gì, mà chỉ hiểu được một điều, rằng cái lão già Glaucus nọ là một vật chướng ngại trong việc tìm kiếm Lycia, nên cố ghìm cơn giận đang cuộn lên trong lòng. Chàng bảo: nếu ngươi đã từng bảo vệ lão ta thì lão sẽ phải hàm ơn và giúp đỡ ngươi chứ. Ôi thưa ngài hộ dân quan tôn quý, ngay cả đến các thần linh không phải bao giờ cũng biết hàm ơn, còn nói chi tới người trần thế. Vâng, nhã ra lão ta phải biết ơn tôi, nhưng than ôi, đó lại là một lão già đầu óc kém cỏi, bị tuổi tác và những phiền muộn làm mờ mệt đi mất rồi. Vì thế không những lão không mang ơn tôi, mà tôi còn được chính các đồng đạo của lão cho hay rằng lão lên án tôi đã thỏa thuận với lũ cướp và chính tôi là nguyên nhân và gây ra những bất hạnh của lão. Đó là cái phần thưởng mà tôi được trả cho hai ngón tay bị mất. Đồ vô lại, ta chắc rằng mọi sự đúng như lời lão ta nói, Vinicius thốt lên. Vậy ra ngài biết nhiều hơn cả lão ta đấy thưa ngài, Philon đường hoàng đáp lại, vì lão ta chỉ mới dám ngờ rằng mọi sự việc diễn ra như thế mà thôi. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản lão kêu gọi dân Thiên Chúa giáo trả thù tôi một cách tàn bạo. Hẳn là lão đã thực hiện ngay chuyện đó và bọn kia chắc chắn sẽ giúp lão. May thay, lão không biết tên tôi, còn trong nhà nguyện, nơi chúng tôi gặp nhau thì lão lại không trông thấy tôi. Tôi thì nhận ra lão ngay và thoạt tiên tôi muốn ôm chân lấy lão. Chỉ có sự chín chắn và thói quen cân nhắc từng bước đi đã ghìm tôi lại. Sau khi rời nhà nguyện, tôi bắt đầu dò hỏi về lão và những người quen biết lão nói cho tôi hay rằng đó là một kẻ bị người bạn đường từ Neapolis phản bội. Nếu không thế thì tôi đã chẳng hay rằng lão đã kể chuyện ấy. Chuyện ấy ta không hề quan tâm. Nói xem ngươi thấy gì trong nhà nguyện. Ngài không quan tâm đến thưa ngài, nhưng tôi lại quan tâm như quan tâm đến mạng sống mình vậy. Tôi muốn rằng khoa học của tôi sẽ trường thọ hơn tôi, nên tôi thà từ bỏ những giải thưởng mà ngài hứa tặng tôi hơn là chịu thiệt mạng vì một cô gái ma quái mạt hạng nào. Không có cái đó thì vốn là một triết gia chân chính, tôi cũng vẫn biết cách sống và tìm tòi chân lý thiêng liêng. Song Vinicius đã sát lại gần lão, nét mặt dữ tợn, chàng gằn giọng nói: thế ai bảo với mày rằng tử thần sẽ đến gặp mày từ tay lão Glaucus sớm hơn từ tay ta? Mày có biết lát nữa đây người ta sẽ đào mồ chôn xác mày ngay trong vườn nhà ta hay không, hả đồ chó? Vốn hèn nhát, Philon nhìn Vinicius và chỉ trong chớp mắt lão hiểu ngay rằng chỉ cần thêm một lời thiếu ý tứ nữa thôi là lão sẽ mất mạng vô phương cứu chữa. Tôi sẽ tìm nàng thưa ngài, tôi sẽ tìm bằng được nàng, lão vội vã kêu lên. Im lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của Vinicius và tiếng hát xa xa của những người nô lệ đang làm lụng trong vườn. Mãi một lát sau, để ý thấy viên võ quan trẻ tuổi đã phần nào bình tĩnh lại, gã Hy Lạp mới dám lên tiếng. Tử thần vừa lướt qua sát cạnh tôi, nhưng tôi đã nhìn thần bình thản như chính Socrates vậy. Không, thưa ngài, tôi không hề nói rằng tôi từ chối việc tìm kiếm nàng thiếu nữ. Tôi chỉ muốn thưa cùng ngài rằng giờ đây việc tìm kiếm nàng gắn liền với một mối nguy hiểm vô cùng to lớn cho tôi. Có lúc ngài đã từng nghi ngờ rằng trên đời không hề có ông già Odysseus, nhưng rồi chính mắt ngài lại mục kích
thấy là đứa con trai của cha tôi nói đúng sự thật. Ấy thế mà giờ đây ngài lại ngờ rằng tôi bịa ra cái lão Glaucus nọ. Than ôi, giá như lão ta chỉ là một điều bịa đặt, giá như tôi có thể đi lại hoàn toàn yên ổn giữa đám dân Thiên Chúa giáo như trước thì... Tôi xin nhường ngay lại cái con mũ nô lệ già nua tội nghiệp mà tôi vừa mua 3 hôm trước đây, hòng bảo đảm cho tuổi già và sự tật nguyền của tôi. Nhưng lão Glaucus hiện đang sống, thưa ngài, và chỉ cần một lần lão trông thấy tôi thôi thì chắc ngài sẽ không bao giờ còn được trông thấy tôi nữa, và khi ấy ai sẽ là kẻ tìm ra nàng trinh nữ cho ngài? Đến đây, lão im lặng lau nước mắt rồi mới tiếp. Khi Glaucus còn sống thì làm sao tôi có thể đi tìm nàng nếu như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chạm trán lão? Một khi đã chạm trán với lão, tôi sẽ chết mất xác, và cùng với tôi, việc tìm kiếm sẽ chỉ là công cốc. Ngươi định dẫn tới chuyện gì? Có cách gì không chứ? Ngươi muốn làm gì? Vinicius hỏi. Aristoteles dạy chúng ta, thưa ngài, rằng cái nhỏ phải hy sinh cho cái lớn. Còn vua Priam thường nói rằng tuổi già là một cái ách nặng nề. Ách nặng của tuổi già cùng những nỗi bất hạnh đã từ lâu dày vò lão Glaucus, nặng nề đến nỗi cái chết sẽ là hạnh phúc đối với lão. Vì rằng, theo lời Seneca, cái chết là gì nếu không phải là một sự giải thoát? Ngươi hãy làm hề với Petronius chứ đừng làm hề với ta. Hãy nói toạc ra xem ngươi muốn gì. Nếu như đức hạnh lại là trò hề thì xin các vị thần linh hãy cho phép tôi được làm thằng hề mãi mãi. Thưa ngài, tôi muốn trừ khử lão Glaucus, vì một khi lão còn sống thì cả tính mạng tôi lẫn công cuộc tìm kiếm đều là chuyện nguy hiểm triền miên. Vậy hãy thuê một bọn nào dùng gậy đập chết lão ta đi, ta sẽ trả tiền cho. Bọn chúng sẽ xé xác ngài mất thôi, thưa ngài, rồi sau này chúng sẽ lợi dụng điều bí mật ấy. Bọn vô lại ở Rome nhiều như cát trong các đấu trường, nhưng hẳn ngài không tin là bọn chúng sẽ lên giá như thế nào nếu có một con người lương thiện cần thuê mướn sự vô lại của chúng. Không đâu, thưa ngài hộ dân quan tôn quý, nếu như đám Virgin tóm được lũ cướp trong lúc chúng đang giết người thì sao? Chắc chắn là bọn này sẽ khai ra ai là kẻ đã thuê chúng và ngài sẽ bị phiền phức đấy. Còn tôi thì bọn chúng sẽ không chỉ ra được vì tôi sẽ không nói cho chúng biết tên. Ngài sẽ sai lầm nếu không tin tôi. Vì dù có bỏ qua không tiến đến sự đứng đắn của tôi đi nữa thì xin ngài hãy nhớ cho rằng chuyện này còn dính dáng đến 2 thứ khác, đó là thân xác của tôi và phần thưởng mà ngài đã hứa cho tôi. Ngươi cần bao nhiêu? Tôi cần chẳng 1.000 đồng vì thưa ngài, xin ngài hãy lưu ý hộ cho là tôi phải tìm bằng được một bọn vô lại trung thực, những kẻ mà một khi đã cầm tiền sẽ không biến mất tăm mất dạng. Tiền nào của ấy mà, giá như có thêm chút gì đó dành cho tôi để lau khô những giọt lệ sầu mà tôi sẽ phải đổ ra để thương khóc lão Glaucus thì lại càng hay lắm. Xin các thần hãy chứng giám cho rằng tôi yêu mến lão ta biết bao. Nếu như ngày hôm nay tôi nhận được 1.000 đồng thì 2 ngày nữa thôi linh hồn của lão ta sẽ phiêu du dưới địa ngục Hades, và mãi tới lúc đó họa chăng lão mới có thể nhận ra tôi là tôi yêu quý lão biết chừng nào, nếu như linh hồn còn giữ được trí nhớ và biết suy nghĩ. Ngay ngày hôm nay tôi sẽ thuê người và sẽ bảo với họ rằng từ tối mai trở đi, cứ mỗi ngày sống của lão Glaucus, tôi sẽ trừ đi 100 asclepsy. Tôi cũng sẽ nghĩ ra một kế mà tôi cho là tuyệt diệu. Vinicius lại một lần nữa hứa sẽ cho lão số tiền lão đòi, nhưng chàng cấm lão không được nói gì thêm nữa về lão Glaucus, rồi chàng hỏi xem lão có mang đến thêm tin tức gì mới hay chăng. Thời gian vừa rồi lão ở đâu, nhìn thấy những gì và có phát hiện ra điều gì không?
Song lão Khilon không có gì nhiều nhặn để báo cho chàng. Lão đã đến thăm hai nhà nguyện nữa và đã chăm chú quan sát tất cả mọi người, nhất là đàn bà con gái, nhưng không thấy người nào có vẻ giống Lycia cả. Dân thiên chúa đã coi lão là người của mình, và kể từ khi lão cho tiền chuộc con trai của Eurysius thì họ tôn kính lão như một người nối gót đấng Christus. Qua họ, lão được biết rằng một vị cao đạo là thánh Paven xứ Tarso hiện đang có mặt tại Rome. Ông đang bị giam vì có lời kiện cáo của bọn Do Thái. Lão định sẽ làm quen với ông. Song có một tin khác còn khiến lão vui mừng hơn nữa, đó là tin vị thầy cả cao chức nhất toàn đạo, vốn là tông đồ của chính đấng Christus, người được Đức Chúa trao trọng trách cai quản dân thiên chúa toàn thế giới, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tới Rome. Dĩ nhiên hết thảy những người thiên chúa đều muốn được gặp ông và nghe ông thuyết giáo. Sẽ có những cuộc họp mặt lớn và chính lão Khilon cũng sẽ có mặt. Hơn nữa, lão sẽ đưa cả Vinicius cùng đến dự vì trong đám đông dễ giấu mặt hơn. Chắc hẳn khi ấy họ sẽ tìm thấy Lycia. Một khi lão Glaucus đã bị trừ khử thì việc kia chẳng còn gì nguy hiểm cả. Trả thù thì hiển nhiên là dân thiên chúa cũng biết trả thù, nhưng nói chung họ vốn là những người ôn hòa. Đến đây, lão Khilon bắt đầu kể lại với vẻ hơi ngạc nhiên là chưa ở đâu lão từng thấy bọn họ làm những chuyện dâm ô đồi bại, đánh thuốc độc cái giếng nước và các bể nước phun, là kẻ thù của loài người, thờ cúng lũ cừu hoặc ăn thịt trẻ con. Không, không, những thứ đó lão chưa hề trông thấy. Chắc hẳn trong bọn họ cũng có những kẻ sẵn sàng trừ khử lão già Glaucus vì tiền, nhưng như lão hiểu, giáo lý của họ không hề khuyến khích tội phạm, ngược lại khuyên người ta phải tha thứ cho những điều bị xúc phạm. Vinicius nhớ lại những lời bà Pomponia Gracina nói với chàng tại nhà Acte, và nói chung những lời của lão Khilon được chàng vui sướng lắng nghe. Mặc dù bề ngoài thì những tình cảm của chàng đối với Lycia có vẻ như thù ghét, nhưng chàng nhẹ cả người khi nghe nói rằng cái giáo lý mà nàng và bà Pomponia tuân theo không phải là thứ giáo lý tội ác, mà cũng chẳng hề vô luân thường đạo lý. Tuy nhiên, chàng cảm giác mơ hồ rằng chính cái lòng ngưỡng mộ đầy bí ẩn đối với Đức Chúa Christus xa lạ với chàng ấy đã tạo nên ranh giới giữa chàng với Lycia. Chàng vừa sợ vừa căm ghét cái giáo lý ấy. Chương 17. Quả thực lão Khilon muốn trừ khử ông Glaucus, người mặc dù đã cao tuổi song hoàn toàn không phải là một ông già cạn kiệt sức lực. Hồi trước lão quen biết ông cụ, phản bội ông, bán ông cho bọn cướp, phá tan gia đình ông, cướp sạch tài sản của ông và đẩy ông vào chỗ chết. Tuy nhiên, lão chịu đựng ký ức về những sự kiện ấy rất nhẹ nhàng vì lão bỏ ông cụ đang hấp hối lại một mình, không phải trong quán trọ mà giữa cánh đồng gần Mintunae. Song lão chỉ không lường trước nổi một chuyện duy nhất là ông Glaucus có thể chữa lành các vết thương và đến được Rome. Vậy nên khi vừa trông thấy ông trong nhà nguyện, lão đã hoảng hồn thật sự và thoạt tiên lão muốn từ bỏ việc tìm kiếm Lycia. Nhưng mặt khác, Vinicius còn khiến lão hoảng hồn hơn. Lão hiểu rằng cần phải lựa chọn giữa nỗi sợ hãi ông Glaucus và sự săn đuổi cùng sự trả thù của một vị quý tộc hùng mạnh, người mà chắc chắn sẽ được sự giúp sức của một người thứ hai còn hùng mạnh hơn, ông Petronius. Vì thế, lão Khilon không do dự nữa. Lão nghĩ rằng có kẻ thù nhỏ bé dù sao vẫn tốt hơn là có kẻ thù lớn, và mặc dù bản chất hèn nhát của lão run rẩy chút ít trước những biện pháp gây đổ máu, song lão cho rằng việc giết ông Glaucus nhờ tay kẻ khác là chuyện cần thiết phải làm. Bây giờ lão chỉ còn lo đến việc chọn người, và trong việc đó lão đã nảy ra cái ý hay ho mà lão vừa hé ra với Vinicius.
thường ngủ qua đêm trong các tử quán giữa những kẻ vô gia cư, vô tín ngưỡng và tôn giáo. Lão dễ dàng tìm ra những kẻ sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì, song lại cũng dễ gặp hơn những kẻ mà một khi đã đánh hơi thấy lão có tiền, chúng sẽ khử ngay lão. Hoặc sau khi đã cầm tiền ứng của lão, chúng sẽ bắt lão phải nộp toàn bộ số tiền bằng cách dọa sẽ nộp lão cho bọn vi sinh. Thật ra, từ một lúc nào đấy, lão Khi Lon cũng thấy kinh tởm bọn người vô lại, kinh tởm những hình hài tục tằng và khủng khiếp, chui rút trong những ngôi nhà đáng ngờ ở khu Super hoặc khu Azatipre. Đáng giá mọi người bằng thước đo của mình. Không cần đi sâu lắm vào những tín đồ Thiên Chúa cùng học thuyết của họ, lão cũng vẫn nghĩ rằng lão sẽ tìm ra phương cách thích hợp trong số những tín đồ ấy, rằng họ có vẻ đáng tin hơn những người khác. Lão quyết định đến với họ và trình bày câu chuyện sao cho người ta sẽ thực hiện nó, không vì tiền mà vì lòng mộ đạo. Để nhằm mục đích ấy, chiều tối lão tìm tới nhà ông cụ Orisius, người mà lão biết rằng sẽ tận tụy với lão bằng cả tấm lòng và sẽ làm mọi chuyện hầu có thể giúp ích được cho lão. Tuy nhiên, vốn thận trọng, lão không định bụng sẽ nói cho ông biết những ý đồ thực sự của mình, những ý đồ chắc chắn sẽ mâu thuẫn với đức tin của ông già, phẩm hạnh và lòng kính Chúa của ông. Lão chỉ muốn tìm được những người sẵn sàng thực hiện mọi việc, và khi ấy lão mới trình bày sự việc sao cho họ sẽ phải giữ kín chuyện ấy trong vòng bí mật vĩnh viễn vì e sợ cho chính bản thân mình. Sau khi đã chuộc được con trai ra, ông già Orisius thuê một trong những quầy hàng nhỏ đầy rẫy gần đại hí trường để bán quả ô liu, đậu, bánh tấm bột cứng và nước pha mật ong cho những người đến xem các cuộc đua. Khi Lon gặp ông lão đang ở nhà dọn dẹp quầy hàng, và sau khi chào hỏi nhau, nhân danh đấng Christus, lão bắt đầu nói về việc đã đưa lão tới đây rút tiền cho ông cụ. Lão đã tính rằng người ta sẽ đền bù cho lão bằng lòng biết ơn. Hiện nay lão cần có 2-3 người khỏe mạnh và can đảm để gạt bỏ mọi mối hiểm họa đang đe dọa không những chỉ bản thân lão mà toàn thể những người Thiên Chúa giáo. Lão nghèo thật vì tất thảy những gì lão có đều đã đưa cho ông Orisius. Tuy nhiên, lão sẽ trả công cho những người nọ với điều kiện họ phải tin tưởng lão và thực hiện trung thành tất cả những gì lão ra lệnh. Ông lão Orisius và cậu con trai là Quartus lắng nghe vị mạnh thường quân của họ với tư thế gần quỳ sụp xuống. Cả hai đều nói rằng họ sẵn sàng làm tất cả những gì mà lão yêu cầu vì tin rằng một người thánh thiện như lão không thể có hành động trái với giác thuyết của Christus. Khi Lon cam đoan với họ là đúng thế, rồi ngước mắt nhìn lên trời giả vờ cầu nguyện, lão suy nghĩ xem có nên nhận sự hy sinh, thành tâm của họ hay không. Cái đó có thể tiết kiệm cho lão 1.000 sestersi. Tuy nhiên, sau một lúc cân nhắc, lão bỏ ý định này. Ông Orisius đã già, có thể cái chính không phải tuổi tác mà âu lo. Và bệnh hoạn đã làm cho ông cụ héo hắt đi. Quartus thì mới 16 tuổi, mà Khi Lon lại cần những người khéo léo và trước nhất phải khỏe mạnh. Còn về chuyện 1.000 sestersi thì lão tính trước rằng nhờ cái ý đồ hay hớm mà lão đã nghĩ ra, trong bất cứ trường hợp nào, lão cũng vẫn có thể tiết kiệm được phần lớn số tiền đó. Hai bố con nài nỉ thêm một lúc nữa, nhưng lão từ chối một cách cương quyết, thì họ cũng đành thôi. Quartus bèn nói, con biết ông thợ nướng bánh Demax, thưa ngài, ở chỗ ông ta có nhiều nô lệ và những người làm thuê. Một trong những người làm thuê ấy khỏe đến nỗi, có thể địch nổi không chỉ 2 mà cả 4 người. Chính mắt con đã trông thấy bác ta nhấc bổng một tảng đá mà trước đó cả 4 người không nhấc nổi khỏi chỗ.
Nếu đó là một người kính Chúa và dám xả thân vì anh em, thì hãy cho ta được làm quen với y. Khi Lon nói, bác ấy là tín đồ Thiên Chúa, thưa ngài. Quartus đáp, vì ở chỗ ông Demas, phần lớn là những người Thiên Chúa giáo làm việc. Họ gồm có công nhân kiếp ngày và kiếp đêm. Bác ta thuộc về kiếp đêm. Nếu ngay bây giờ ta tới đó thì sẽ gặp đúng vào bữa tối của họ và có thể nói chuyện thoải mái với bác ta được. Ông Demas ở gần Emporium đấy ạ. Lão Khilon rất hài lòng ưng thuận. Emporium nằm dưới chân đồi Aventine, nghĩa là cách không xa đại hí trường. Có thể không cần phải đi vòng chân đồi mà cứ đi dọc sông qua Porticus ra Aemilia thì còn rút ngắn chặng đường hơn nữa. Ta già rồi, Khilon bảo khi họ đi vào dưới hàng cột, thỉnh thoảng đầu óc cứ lú lẫn cả đi. Phải, Đức Christus của chúng ta bị phản bội bởi một người trong số học trò của người, nhưng lúc này ta lại không sao nhớ ra tên của kẻ phản bội ấy. Juda, thưa ngài, hắn treo cổ tự tử rồi. Quartus đáp, trong bụng ngạc nhiên không hiểu sao có người lại có thể quên cái tên ấy. À, phải rồi, Juda, cảm ơn con, Khilon nói. Họ im lặng đi một hồi lâu, đến Empyrium, nơi lúc này đã đóng cửa. Họ đi vượt qua và vòng quanh những kho thóc, trong đó người ta vẫn phát chẩn lương thực cho mọi người. Họ vòng sang trái, hướng về phía những ngôi nhà kéo dài dọc theo Via Ostiensis cho tới tận đồi Textasius và Forum Pistorium. Tới đó, họ dừng chân trước một ngôi nhà bằng gỗ. Từ bên trong vọng ra tiếng ngũ cốc rơi rào rào. Quartus bước vào trong nhà, còn lão Khilon vốn không thích xuất hiện ở chỗ đông người và luôn luôn sống trong tình trạng lo sợ một định mệnh nào đó rất có thể sẽ xui khiến lão chạm trán với thầy thuốc Glaucus đứng lại bên ngoài. Không hiểu cái tay Hercules đang làm nghề xây bột này, lão nghĩ thầm và ngắm vầng trăng đang chiếu sáng là người thế nào nhỉ? Nếu hắn là một thằng đểu cán nhưng là kẻ thông minh thì mình sẽ phải tốn kém ít nhiều đấy. Nhưng nếu hắn là một tín đồ Thiên Chúa và lại ngốc nghếch thì ắt hẳn sẽ làm không công mọi chuyện mình yêu cầu. Dòng suy nghĩ của lão bị đứt đoạn bởi Quartus từ trong nhà bước ra với một người đàn ông nữa. Người này chỉ mặc một chiếc áo tunica được gọi là kiểu Esomix, may chéo để hở cả cánh tay và ngực phải. Đám thợ thường dùng kiểu áo này vì nó cho phép cử động hoàn toàn thoải mái. Lão Khilon nhìn người mới tới và thở phào nhẹ nhõm hài lòng, bởi vì trong đời lão chưa bao giờ được trông thấy một cánh tay và một khuôn ngực nào như thế. Thưa ngài, Quartus nói, đây chính là người anh em mà ngài muốn gặp. Cầu cho bằng an của những người theo đấng Christus hàng ở cùng anh. Lão Khilon cất tiếng, còn con Quartus, con hãy nói cho anh ta biết liệu ta có đáng tin tưởng hay không, rồi con hãy quay về nhân danh Chúa, vì không nên để cho người cha già nua của con phải ở nhà cô độc một mình. Đây là một vị thánh thiện, Quartus nói, đã hiến dâng toàn bộ gia sản để chuộc cháu, một kẻ mà người không hề biết mặt, ra khỏi cảnh đời nô lệ, cầu Đức Chúa, đấng cứu thế của chúng ta, sửa soạn cho người một phần thưởng trên thiên đàng. Nghe thấy thế, người thợ khổng lồ cúi xuống, hôn tay lão Khilon. Người anh em của tôi tên gì nhỉ? Lão Hy Lạp hỏi. Thưa cha, lúc rửa tội người ta đặt tên cho tôi là Urban. Vậy thì Urban, người anh em của tôi này, anh có chút ít thì giờ để chúng ta có thể chuyện trò thoải mái hay chăng? Công việc của chúng tôi mãi đến nửa đêm mới bắt đầu, lúc này người ta mới đang chuẩn bị bữa tối thôi ạ. Thế có nghĩa là khá đủ thời gian, vậy ta hãy ra bờ sông, ở đó anh sẽ nghe những lời tôi nói. Họ đi và ngồi xuống bờ sông lát đá trong sự tĩnh mịch chỉ bị khuấy động bởi tiếng những hạt ngũ cốc rơi rào rào và tiếng những làn sóng vỗ
y oạp phía dưới sông. Lão Khi Lon nhìn thẳng vào mặt người thợ, một khuôn mặt mặc dù mang những nét u buồn và hơi dữ tợn, tựa như mặt của những kẻ dã man sinh sống ở Rome, nhưng lão vẫn thấy có vẻ chân thành và tốt bụng. Chính phải, lão nhủ thầm trong dạ, đây là một người tốt bụng và ngu ngốc, kẻ đã giết lão sẽ giết lão Glaucus không công. Rồi lão hỏi, ở ban này, anh có yêu kính Đức Chúa Christus không? Tôi kính yêu người với tất cả tấm lòng, với cả trái tim, người thợ đáp. Thế còn những người anh em của mình, còn những người chị em và những người đã dạy anh chân lý và lòng tin vào Đấng Christus, tôi cũng mến mộ họ. Thưa cha, vậy thì cầu cho anh được bằng an, và cả người cũng thế thưa cha. Lại im lặng, chỉ xa xa có tiếng những hạt ngũ cốc rào rào và bên dưới kia rì rào dòng sông. Khi Lon nhìn vầng trăng sáng và bằng một giọng chậm rãi, thẻ thọt, lão bắt đầu kể về cái chết của Đấng Christus. Dường như lão không nói cho Urban nghe mà gợi lại cho chính mình cái chết kia, hoặc như lão đang thổ lộ với cả thành phố đang say ngủ điều bí ẩn của cái chết nọ vậy. Có cái gì đó thật cảm động và long trọng, người thợ khóc. Và khi Lon bắt đầu nức nở và đau đớn rằng vào giây phút lâm chung của Đấng cứu thế, không có lấy một ai, không có lấy một kẻ nào bảo vệ người. Nếu không tránh khỏi bị đóng đanh câu rút, thì ít nhất cũng tránh khỏi bị lũ lính tráng và bọn Do Thái nhục mạ, thì những nắm tay của người đàn ông dữ tợn nọ siết chặt lại trong nỗi tiếc hận và lòng cuồng nộ sôi sục bị nén chặt. Có chết khiến bác xúc động tâm can, nghĩ tới bọn người đã nhục mạ, con chiên bị đóng đanh trên thập tự, tâm hồn chất phác trong bác sôi sục cả lên và bác bị cuốn lôi vào một ước muốn trả thù hoang dã. Bỗng lão Khi Lon hỏi đột ngột, ơ ban này, anh có biết Juda là kẻ nào chứ? Biết, biết chứ, nhưng nó đã tự treo cổ mất rồi còn đâu, người thợ kêu lên. Trong tiếng kêu của bác dường như có nỗi nuối tiếc rằng tên phản bội đã tự trừng phạt mình và không thể rơi vào tay bác nữa. Lão Khi Lon nói tiếp, song nếu như hắn không treo cổ, nếu như một người tín đồ Thiên Chúa bắt gặp hắn trên đất liền hay trên mặt biển, thì liệu anh ta có nên trả thù hắn về những cực hình, về dòng máu và cái chết của Đấng cứu thế chăng? Thưa cha, có ai lại không trả thù này? Bằng an được cùng anh, hỡi kẻ tôi đòi của Chúa. Phải, có thể bỏ qua những điều nhục mạ đối với bản thân, nhưng ai có quyền bỏ qua những điều xúc phạm tới Đức Chúa? Nếu hắn sinh ra rắn, sự dữ sản sinh sự dữ, và sự phản bội đẻ ra sự phản bội, thì từ cái nọc độc của Juda lại sinh ra một tên phản bội thứ hai. Nếu tên kia bán đứng cứu thế cho bọn Do Thái và lũ binh lính La Mã, thì tên này hiện đang sống giữa chúng ta lại muốn bán những con chiên của người cho lũ sói. Và nếu như không ai ngăn chặn trước sự phản bội, nếu như không ai đập nát đầu con rắn độc đúng lúc, thì cái chết đang đón đợi tất thảy chúng ta, và mất đi cùng với chúng ta là cả lòng thành kính đối với con chiên nữa. Người thợ nhìn lão vẻ vô cùng lo lắng, dường như không thật hiểu rõ những điều bác vừa nghe thấy. Còn lão Hy Lạp thì lấy một góc áo khoác che đầu, bắt đầu lặp đi lặp lại với giọng nói như vọng lên từ dưới đất. Thương thay cho anh em, những tôi con của Đức Chúa chân chính, thương thay cho anh em, hỡi các nam nữ tín đồ Thiên Chúa giáo. Im lặng lại bao trùm, lại chỉ còn nghe thấy tiếng rào rào của hạt ngũ cốc, tiếng hát âm của những người thợ xây và tiếng xôn xao của dòng sông. Thưa cha, mãi sau người thợ mới hỏi, đứa phản bội là ai vậy? Lão Khi Lon cúi đầu, thằng phản bội là ai ư? Hắn là con trai của Juda, là con đẻ của thứ nọc độc của y. Hắn giả danh là người Thiên Chúa và lui tới các nhà nguyện chỉ để tố giác những người anh em trước hoàng đế, rằng họ không thừa nhận hoàng đế là thần, rằng họ đánh thuốc độc
các vòi nước phun, giết chóc trẻ con và rằng họ muốn triệt phá cái thành phố này sao cho không một hòn đá nào còn nguyên vẹn nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi, người ta sẽ ra lệnh cho bọn lính cấm vệ bắt hết các cụ già, đàn bà và trẻ con mang đi giết, như đã hành hình những người nô lệ của viên quan Pedanius Secunda vậy. Và tất thảy những chuyện đó là do chính tên Chuda thứ hai kia gây nên. Nếu như tên Chuda thứ nhất không bị ai trừng phạt, nếu như hắn không bị ai trả thù, nếu như không một ai bảo vệ đấng Christus trong giờ lâm nạn cực hình, thì liệu có ai chăng sẽ trừng trị tên Chuda thứ hai? Có ai chăng sẽ đánh dập đầu con rắn độc trước khi hoàng đế nghe lời hắn? Có ai chăng sẽ trừ khử hắn? Có ai chăng sẽ bảo vệ những người anh em, bảo vệ lòng tin của đấng Christus tránh khỏi bị diệt vong? Urban từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên bờ đá chắn, đột ngột đứng bật dậy nói: "Tôi sẽ làm việc đó thưa cha." Lão Khilon cũng đứng dậy, lão nhìn mặt người thợ dây lâu, nét mặt được ánh trăng chiếu sáng, rồi khoan thai, đưa cánh tay đặt nhẹ lên đầu bác. "Con hãy đi vào những người Thiên Chúa giáo," lão nói một cách trang trọng, "và hỏi những người anh em về gã thầy thuốc Glaucus. Khi người ta trỏ gã cho con, thì nhân danh đấng Christus, con hãy giết gã đi." "Glaucus à," người thợ nhắc lại dường như muốn khắc ghi vào tâm khảm cái tên ấy. "Con biết y hay sao?" "Không, tôi không quen. Có tới hàng nghìn tín đồ Thiên Chúa ở Rome và không phải ai cũng biết nhau. Nhưng đêm mai anh chị em đồng đạo sẽ họp mặt nhau ở Ostrianum. Tất thảy mọi người, bởi vì vị sứ đồ của đấng Christus đã đến, người sẽ thuyết giáo tại đó, và ở đó anh em sẽ chỉ mặt gã Glaucus cho tôi." "Ở Ostrianum ư?" Lão Khilon hỏi lại. "Có nghĩa là bên ngoài các cổng thành, tất thảy anh chị em đồng đạo, ban đêm à, ở Ostrianum, ngoài cổng thành à?" "Vâng, thưa cha, đó là cái nghĩa địa của chúng ta, nằm giữa Via Sataria và Via Nomentama. Vậy ra người không biết rằng Đức Sứ Đồ sẽ thuyết giáo tại đó ư?" "Hai hôm nay ta không có nhà nên không nhận được thư của người. Ta cũng không biết Ostrianum ở đâu vì ta mới từ Corinth đến đây cách đây chưa bao lâu. Tại Corinth ta cai quản họ đạo ở đấy. Nhưng phải rồi, nếu đấng Christus đã gieo vào lòng con niềm phấn hứng như thế, thì con của ta đêm mai hãy đi tới Ostrianum, tìm bằng được tên Glaucus trong số những người anh em và trừ khử hắn trên đường hắn quay trở về thành phố. Điều này sẽ rửa sạch mọi tội lỗi cho con và cầu cho bằng an hằng ở cùng con." "Thưa cha, gì thế con?" "Hỡi nô bộc của con chiên." Trên nét mặt người thợ hiện rõ vẻ lúng túng. Cách đây chưa lâu bác vừa mới giết một người mà cũng rất có thể tới hai người, trong khi luân lý của đấng Christus lại cấm việc sát sinh. Thực ra bác không giết họ trong lúc tự vệ, vì ngay cả điều ấy cũng bị nghiêm cấm. Bác cũng không giết họ vì lợi nhuận, lạy đấng Christus che chở. Chính ngài giám mục đã giao cho bác những người anh em để họ giúp đỡ bác. Song ngài cũng không cho phép sát sinh, còn bác đã giết người mặc dù không muốn thế. Thượng đế đã bắt bác phải có một sức mạnh hơn người. Giờ đây bác đang ăn năn sám hối một cách nặng nề. Những người khác ca hát trong khi say bột, còn bác như một kẻ bất hạnh, cứ ăn năn hoài về tội lỗi của mình, về việc mình đã xúc phạm tới con chiên. Bác đã cầu nguyện, đã than khóc biết bao lâu nay rồi. Bác đã cầu xin con chiên tha thứ cho bác bao lần rồi. Cho tới nay, bác vẫn cảm thấy mình sám hối hãy còn chưa đủ. Ấy vậy mà giờ đây bác lại hứa sẽ đi giết một tên phản bội. Cũng được thôi, chỉ có những điều xúc phạm tới bản thân thì mới cần phải tha thứ.
Bác sẽ giết hắn ngày mai ở Austrianum, ngay trước mắt tất cả anh chị em đồng đạo. Nhưng trước hết tên Glaucus nọ cần phải được xét xử, hỏi những bậc cao đạo nhất trong số những người anh em, bởi đức giám mục hay bởi chính sứ đồ. Giết hắn chỉ là chuyện vặt, thậm chí giết một kẻ phản bội còn là điều sung sướng như giết một con chó hay một con gấu mà thôi. Nhưng nếu như tên Glaucus chết một cách vô tội thì sao? Làm sao bác có thể gánh thêm một tội giết người mới, thêm một tội lỗi mới, một điều xúc phạm mới đối với con chiên trong linh hồn mình? Không có thì giờ để lập tòa án con ạ, khi Lon đáp, vì kẻ phản bội sẽ đi thẳng từ Austrianum đến Anxium gặp hoàng đế, hoặc sẽ trốn tránh trong nhà một vị quý tộc mà hắn đang phục vụ. Nhưng đây, ta cho con cái dấu hiệu này. Sau khi giết chết Glaucus, con hãy trình đức giám mục, thì cả đức giám lẫn đại sứ đồ sẽ ban phước cho hành động của con. Vừa nói thế, lão vừa lấy ra một đồng tiền, lục tìm con dao trong thắt lưng. Lão dùng lưỡi dao khắc lên đồng sextexi một dấu chữ thập rồi đưa cho người thợ. Đây là bản án cho Glaucus, đồng thời cũng là dấu hiệu cho con. Sau khi trừ khử Glaucus, nếu con trình cái này lên đức giám, thì người sẽ xá tội cho con ngay cả vụ giết người mà con đã làm một cách không hề cố ý kia. Người thợ bất giác chìa tay nhận đồng tiền, nhưng trí óc bác hẳn còn nhớ quá rõ nét vụ giết người đầu tiên kia, nên bác chợt cảm thấy sợ hãi. Thưa cha, bác nói như với giọng van lơn, thế có nghĩa là người sẽ gánh chịu trên lương tâm mình hành động này, và chính người đã nghe tên Glaucus bán đứng anh em chúng ta. Lão Khilon hiểu rằng cần phải đưa ra một bằng chứng nào đó, nêu ra một cái tên họ nào đó, nếu không trái tim người khổng lồ này sẽ bị nỗi ngờ vực len vào. Bỗng một ý nghĩ hay ho nảy ra trong đầu lão. Con hãy nghe đây Urban, lão bảo, ta sinh sống tại Corinther nhưng xuất thân từ đảo Cox, và tại Rome đây ta truyền bá giáo thuyết của Đấng Christus cho một thiếu nữ nô tỳ cùng quê với ta tên là Onyx. Cô ta là nô tỳ chuyên lo trang phục ở nhà một người bạn của hoàng đế, một gã Petronius nào đó. Đó, chính trong ngôi nhà ấy, ta đã được nghe lão Glaucus nhận việc bán rẻ tất thảy những người anh em Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, hắn còn hứa với một tên đồng bọn khác của hoàng đế là Vinicius rằng sẽ tìm bằng được cô gái trong đám tín đồ Thiên Chúa. Nói tới đây, lão ngừng lại và ngạc nhiên nhìn người thợ, vì mắt bác chợt long lên như mắt thú dữ. Mặt bác bỗng đổi thành một nét giận dữ và đáng sợ. Con làm sao thế? Lão hỏi như sợ hãi. Không, thưa cha, ngày mai tôi sẽ giết chết Glaucus. Xong, lão Hy Lạp im lặng. Lát sau, lão ôm lấy vai người thợ, quay mặt bác cho ánh sáng, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt, rồi nhìn bác chăm chú. Rõ ràng là trong thâm tâm khảm, lão chần chừ, không hiểu nên hỏi tiếp để lôi tất cả ra ánh sáng, hay tạm thời cứ hẳn tạm bằng lòng với những gì lão đã biết hoặc đoán ra được. Cuối cùng, cái tính cẩn thận bẩm sinh vẫn thắng. Lão thở dài một lần, hai lần, rồi đặt lại bàn tay lên đầu người thợ. Lão hỏi lại bằng một giọng trang trọng và trang nghiêm trang. Vậy khi rửa tội, con được đặt tên là Urban. Vâng, thưa cha, cầu cho con bằng an Urban con.